Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám đông dân chúng bảo Thầy là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay được trích từ sách tiên tri Khác-gai. Một vị tiên tri mà con nghĩ là hơi xa lạ với chúng ta, bởi vì một lý do đơn giản là rất hiếm khi chúng ta gặp bản văn của quyển sách này trong phụng vụ các thánh lễ. Chính vì thế mà hôm nay con muốn dùng trọn khoảng thời gian này, 10 phút hoặc hơn 10 phút chút xíu thôi, để cùng với tất cả mọi người tìm hiểu một chút về nội dung của quyển sách ấy. Một quyển sách rất ngắn trong Kinh Thánh, nó chỉ có 2 chương mà thôi. Trước hết, chúng ta phải hiểu ý nghĩa cơ bản của 2 chữ tiên tri. Tiên tri là gì đấy? Tác giả bức thư Do Thái viết rằng: thuở xưa, nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các tổ phụ, các ngôn sứ, các tiên tri. Nhưng mà đến thời sau hết, người hướng dẫn chúng ta qua người con. Từ những lời này, chúng ta có thể hiểu được 2 điều. Điều thứ nhất, tiên tri chính là những người được Chúa chọn để nói lời của Chúa cho mọi người. Điều thứ hai, khi mà Chúa Giêsu đã xuất hiện rồi, thì cũng chính là lúc chấm dứt vai trò của các ngôn sứ và các tiên tri. Khác-gai được Thiên Chúa kêu gọi để làm tiên tri cho người, ở vào giai đoạn dân Do Thái đã hồi hương sau 50 năm lưu đày ở Babylon, 50 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, lầm than vất vả đau khổ. Và lúc đó, trong thời điểm đó, có khá nhiều vị tiên tri đồng cảnh ngộ đứng lên để mà khuyến khích, để mà hướng dẫn, để mà nâng đỡ nhau. Thì lúc đó, dân Do Thái nhờ những lời khích lệ này, ngày đêm ôm ấp trong lòng giấc mộng hồi hương, mà trong đó như một lời cam kết rất là tha thiết với Chúa: việc tái thiết đền thờ sau khi hồi hương này sẽ là một việc làm được ưu tiên hàng đầu. Vậy mà khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, Người Do Thái vui mừng trở về quê cha đất tổ của mình. Cuộc sống mỗi ngày được củng cố, được thăng tiến, được an bình, được hạnh phúc hơn rồi, được chắc chắn hơn rồi, thì người ta lại quên đi những lời cam kết trước đây. Tiến độ tái thiết đền thờ quá ư là chậm chạp. 17 năm khởi công rồi mà cũng chẳng đâu vào đâu. Thay vào đó là họ nhiệt tâm nhiệt tình, chăm chú lo xây dựng nhà cửa, cơ ngơi sự nghiệp cho riêng mình, cho cá nhân của mình. Trong bối cảnh đó, Khác-gai đã vâng lời Chúa, đứng lên nói tiên tri, nghĩa là nói lời của Chúa, nói ý muốn của Chúa cho mọi người. Một mặt, ông nêu lên, ông nhắc lại những lời cam kết của thuở xưa. Một mặt, ông nêu lên những cái thực tế của cuộc sống. Không phải để phê bình hay chỉ trích, mà trên hết là ông muốn khuyến khích toàn dân hiệp lực lại trong việc tái thiết đền thờ như đã cam kết với Chúa. Những lời tiên tri ấy đã đưa đến một kết quả thật là mỹ mãn. Đúng 5 năm sau thôi, công trình tái thiết đền thờ đã hoàn thành ngay trên phần đất mà gần 500 năm về trước, vua Salomon đã xây dựng đền thờ cho Chúa. Nhân tiện đây, con cũng xin tóm tắt thật ngắn gọn lịch sử của đền thờ Jerusalem, một công trình đã từng vang bóng một thời trong lịch sử nhân loại. Ngôi đền thờ vĩ đại ấy lần đầu tiên được Salomon xây vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Sau đó nó bị phá hủy. Con xin dùng cách nói cho tròn số cho dễ nhớ. Thì gần 500 năm sau, tức là thời đại của tiên tri Khác-gai này, chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất đó, ngôi đền thờ này lần thứ hai được xây dựng lại, cũng trên chính phần đất ấy, phần đất mà Salomon đã xây dựng hồi xưa. Rồi một lần nữa đền thờ này lại bị phá hủy, thì cũng lại gần 500 năm sau nữa, nghĩa là gần khi Chúa sinh ra đời rồi đấy, thời Hê-rô-đê đại đế, lần thứ ba ngôi đền thờ này được xây dựng lại, cũng chính trên phần đất đó nữa, nhưng lần này được mở rộng ra, quy mô hơn, hoành tráng hơn. Và đó chính là ngôi đền thờ được nói đến trong phúc âm là phải mất 46 năm mới hoàn thành. Và đó cũng chính là ngôi đền thờ mà Chúa Giêsu đã bước vào, xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ để thanh tẩy đền thờ. Cuối cùng, vào năm 70 sau công nguyên, là sau Chúa Giáng sinh đấy, đúng như lời Chúa Giêsu đã tiên báo trước về đền thờ này, là sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi ấy, quân đội La Mã đã bao vây Jerusalem, và thế là đền thờ bị phá hủy hoàn toàn. Thưa quý ông bà, anh chị em, giờ đây chúng ta quay trở lại với bài đọc thứ nhất của mình. Nếu tính cho tới ngày hôm nay thì đã là hơn 2.500 năm rồi. Ấy vậy mà lời của tiên tri Khác-gai dường như vẫn đang nói với chúng ta vậy. Cuộc sống hằng ngày đòi buộc chúng ta phải chu toàn nhiều bổn phận. Bổn phận với gia đình, bổn phận với xã hội, bổn phận với giáo hội, bổn phận với cộng đồng nữa. Thế mà đâu đó trong cuộc sống của mình, vẫn tồn tại những ước mơ, vẫn ấp ủ những dự định với định mức cao hơn cần thiết và chính đáng, để rồi ngày ngày ta chú tâm chú sức, dồn hết tất cả mọi thứ, lao vào cuộc chiến để làm cho ước mơ, cho những dự định ấy trở thành hiện thực, mà bỏ qua, chấp nhận bỏ qua những cái bổn phận khác quan trọng và chính đáng hơn. Trong đó phải kể đến những bổn phận trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mình. Tiên tri Khác-gai đã đặt câu hỏi và trả lời cho người dân của mình rằng: tại sao hôm nay chúng ta phải đối diện với thiên tai hạn hán, mùa màng thất thu, buôn bán thua lỗ, làm ăn thất bát, thậm chí cả những điều lo âu, những điều sợ hãi trong cuộc sống của mình nữa? Phải chăng là chúng ta đã quá thờ ơ hay quên lãng những bổn phận của chúng ta đối với Chúa, vốn là những điều mà qua đó Chúa ban ơn và chúc phúc cho chúng ta? Thưa anh chị em, nếu khiêm nhường nhìn về cuộc sống của mình, con tin rằng chúng ta sẽ thấy bóng dáng của mình thấp thoáng hiện diện trong đám đông dân chúng thời của tiên tri Khác-gai. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để trong cuộc sống hàng ngày của mình, nếu không có được một cơ hội như là Thánh Phêrô trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, thì lòng nhiệt tâm, nhiệt tình trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mình sẽ thay lời cho chúng ta để thưa lên với Chúa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Thầy là Đấng cứu độ chúng con.